Em xin chào đại gia đình. Đại gia đình hôm nay em sẽ kể cho đại gia đình mình nghe một cái câu chuyện này. Nó vừa ngắn mà trong cái câu chuyện này nó lại có là một cái câu đố luôn. Thì cúc mời đại gia đình mình nghe cái câu đố này là nó như thế nào. Nó rất là hài hước của một anh làm học ở học viện của thành phố. Thì gửi cho tấm cúc hổng gài thì để cúc vừa kể chuyện mà vừa có câu đố trong đây luôn. Thì mời đại gia đình mình nghe nghe nhắn ngủng à. Thì đây là có một coi như là có ba cậu là sinh viên là học cái ngành là du lịch. Thì khi mà ra trường thì tìm việc làm đó đại gia đình. Thì ba anh chàng tìm mãi không có được, tới chừng mà tìm được thì cái anh chàng thứ nhất thì cũng được tuyển vô cái nhà hàng này, là ba anh chàng này vô trong đây hết. Thì coi như là cái anh thứ nhất là làm việc mà làm ở cái quầy gọi là quầy mà bán phở á. Ở trước có cái quầy thì trong đó nó nhiều cái mặt hàng khác nhau, nhưng mà chỗ cái quầy bán phở thì cái anh thứ nhất là vô đây ảnh làm ở đây. Anh làm phục vụ cái chỗ quán phở. Cái anh thứ hai á thì được là coi như là phân công vô cái đầu bếp là chế biến đồ, mà khi khách vô khách gọi đồ ăn thức uống đó, đồ ăn đó thì gọi món gì thì anh chàng này phải là làm ở trong cái nhà hàng phục vụ đó. Thì còn cái anh thứ ba thì anh mới làm phía sau. Anh làm ở cái khẩu sau nữa. Thì trong cái chỗ này thì coi như là khách du lịch rất là nhiều. Khách đi vô đây ăn uống cũng khá là đông luôn, mà thường thường thì người ta vô cái chỗ đầu á là ăn phở. Ông phở nhiều thiệt là nhiều. Thì cái anh này anh rất là cực, anh chạy anh nấu phở, anh bưng phở làm đủ thứ hết trơn, là coi như là liên tay tới ngày. Rồi thì bước vô cái quầy thứ hai thì cái anh là chế biến đồ, thì đã nói là cái nơi mà để du lịch đồ thì đương nhiên là người ta thả thả vô rất là đông. Thì anh này chế biến cũng rất là nhiều, cũng coi như là tối ngày cũng không có nghỉ tay, thì chế biến xào nấu đủ các thứ đó. Còn cái anh thứ ba này á thì không có phải bán phở, không có phải xào nấu, không phải làm gì hết. Anh ta ở trong cái phòng phía sau đó ha. Thì anh ta làm gì để cúc nói đại gia đình mình nghe. Thì đến một cái đó thì khi mà quan sát thì thấy từ xa có một cái người phụ nữ cao to, cái môi thoa son đỏ chót luôn, đeo cặp kính đen, chà bá đen thui hắn đi vô, quải cái bóp xịn bên hông, là đi có vẻ như là coi như là một thương gia hay gì đó, đi là coi như là hào hùng lắm. Đi vượt qua cái khu vực bán phở, vượt qua cái khu vực là nấu ăn của nhà bếp, là qua các món và đi đến cái chỗ thứ ba, chỗ cái anh chàng thứ ba này. Thì tới đây thì cô nàng là mấy bước vô thì anh chàng thứ ba này mới ra tiếp đón. Và khi anh chàng này ra tiếp đón thì anh chàng hỏi là thưa bà, là bà muốn muốn cần chi? Thì bà này bà mới nói là tôi muốn cần hai cậu khỏe mạnh, tôi muốn cần hai cậu thanh niên khỏe mạnh cho tôi. À thì cái câu chuyện này như thế này, thì đó là một cái mẫu chuyện. Thì trong cái mẫu chuyện này nó là có một cái câu đố, đó là đại gia đình nghe là ba chàng trai sinh viên này là ra trường là được tuyển thẳng vào cái chỗ khu du lịch mà bên cái ngành nấu ăn bên ngành đủ thứ này hết trơn. Thì trong ba cậu này thì như Cúc vừa kể đó, thì một cậu chỗ cái quầy phở, một cậu chỗ quầy nấu ăn và một cậu ở trong đây thì nó không biết gì, nhưng mà cái cô phụ nữ này cổ đi vô thì cổ biết chỗ đó cần gì, cho nên cổ mới nói tôi cần hai người thanh niên lực lưỡng phục vụ cho tôi. Thì cái câu đố là em đố đại gia đình là trong ba cậu này thì ai là người làm việc cực nhất đó. Ba cậu sinh viên này ai là người cực nhất thì đại gia đình mình cho em cái giải đáp ha. Em sẽ làm cái clip nói lên về cái vấn đề này. Em sẽ đọc tên ai là người là trả lời đúng ha. Với lại đó cũng là một cái câu đố vui vui cho đại gia đình mình có những cái phút giây thư giãn ha. Mong đại gia đình mình có những cái việc vui gửi về cho Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcúc19111@gmail.com, hoặc là qua số phone thì 0979 789 800. Như thường lệ mỗi ngày em đều đọc, chắc bà gia đình mình cũng nhớ rồi, nhưng mà em vẫn muốn nhắc lại để cho bà con nào mà vừa vào xem cái clip đầu hay gì đó, mới có biết tới kênh của Tấm Cúc đó, thì khi mà bật lên thì thấy được cái số phone hoặc là cái email thì sẽ gửi những cái mẫu chuyện vui cho Tấm Cúc. Em xin thành thật cảm ơn rất là nhiều. Kính chúc đại gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui ha. Hôm nay thì em làm cái mẫu chuyện này nó ngắn ha đại gia đình ha, nhưng mà đó cũng là một cái niềm vui. Em muốn gặp đại gia đình mình chút xíu gì cũng vui. Kính chúc đại gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe. Em xin bye bye và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye 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 bye.